Sáng ngày 23 tháng 5, cùng với cử tri cả nước, hơn 300 cử tri ở khu cách ly tập trung, chung cư F-Home, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng tham gia bầu cử. Khác biệt với những nơi bầu cử trên địa bàn, tổ bầu cử ở đây gồm hai nhóm, cán bộ ngoài hàng rào và cán bộ trong hàng rào phong tỏa. Những cán bộ trong hàng rào phong tỏa được thành lập từ tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng. Cử tri tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ, sau đó cử tri được cán bộ y tế đưa đi ra ngoài bằng lối đi riêng, đảm bảo không tiếp xúc với khu vực bỏ phiếu tập trung. Tất cả hòm phiếu đặt trong địa điểm bầu cử được phong tỏa đều được phun khử khuẩn trước khi đưa ra ngoài để tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu. Một điểm bầu cử trong khu cách ly tập trung khác ở Đà Nẵng là ký túc xá phía Tây mở rộng thuộc khu vực bỏ phiếu số 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, có 309 cử tri. Trong đó có 264 cử tri là các trường hợp F1, 45 nhân viên phục vụ cách ly.